Đến với Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi đang có một chuyến đi rất là thú vị tới nơi được coi là công viên địa chất toàn cầu, được UNESCO công nhận vào năm 2010. Đó chính là cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang. Và đồng hành cùng với tôi trong suốt chuyến đi lần này thì không thể thiếu đi hai cameraman và cũng chính là founder của Auto Việt Nam, đó chính là anh Nguyễn Tất Thắng và Nguyễn Kim Thắng. Anh chào quý vị và khán giả Auto Việt Nam đi. Khán giả đang xem truyền hình nhá. Nếu như các bạn thấy video mà xấu ấy thì các bạn cứ chê thoải mái, nhưng mà phải chê đúng người nhá. Và trong suốt cái chuyến đi 1000 cây số lần này thì tôi cũng xin phép được giới thiệu tới các bạn một người bạn sẽ đồng hành với chúng tôi trong suốt cả quá trình đi, và đây cũng là một trong những người bạn có yếu tố rất quan trọng để giúp cho cái chuyến đi lần này nó có thành công hay mỹ mãn hay không. Đó chính là chiếc xe VinFast Vario, một trong những mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hạng A, trong những mẫu xe mà chúng tôi cũng đã có dịp chia sẻ và đánh giá ở trước rồi. Thông thường ấy thì nếu như mà chúng ta đi đến những cái nơi mà có địa danh nhiều đèo dốc, đồng thời là đến những nơi vùng núi cao như là cao nguyên đá Đồng Văn ở Hà Giang, thì chúng ta nên lựa chọn những mẫu xe SUV gầm cao, những chiếc xe crossover hoặc là những chiếc xe bán tải thì nó sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên thì trong chuyến đi lần này thì chúng tôi muốn thử thách chiếc xe VinFast Vario để xem rằng là với những bài toán khó như này, vượt qua những cung đường hiểm trở với nhiều khúc cua tay áo như thế này, và phải đối mặt thường xuyên với những con dốc nghiêng khoảng tầm từ 10 đến 15 độ như này, thì chiếc xe VinFast Vario nó sẽ vận hành ra sao. Và chúng tôi cũng đã có một cái bài đánh giá rất sâu về chiếc xe VinFast Vario khi cầm lái mẫu xe này ở trong đô thị cũng như là ngoài đường trường. Và nếu như các bạn muốn tìm lại các bài đánh giá đó thì các bạn có thể tìm trên danh sách phát, hoặc có thể là click vào góc phía bên phải bên trên màn hình ngay bây giờ. Quay trở lại với chiếc xe VinFast Vario, một trong những chiếc xe nằm trong phân khúc xe đô thị hạng A, có một cái cấu hình động cơ gần như là tương đương với những mẫu xe trong phân khúc hạng B và thuộc dạng lớn nhất trong phân khúc hạng A. Tôi sẽ chia sẻ một chút về thông số kỹ thuật với mẫu xe VinFast Vario. Thì chiếc xe này đang được sở hữu một cái khối động cơ 1.4 lít sản sinh ra 98 mã và có cái công suất tối đa moment xoắn là khoảng tầm 128 newton ở những dải vòng tua khoảng tầm 4.400 vòng trên 1 phút. Như tôi đã chia sẻ với các bạn thì mẫu xe này nó có một cái cấu hình động cơ lớn nhất ở trong phân khúc xe đô thị hạng A và tương đương với những mẫu xe trong phân khúc hạng B. Tuy nhiên, để nếu như so sánh với những mẫu xe trong phân khúc hạng B thì chiếc xe VinFast Vario chỉ phải khoác lên mình một cái trọng lượng khối lượng khô là 1.005 kg. Trong khi đó thì hầu hết tất cả những mẫu xe trong phân khúc hạng B hiện nay đều được sở hữu một cái khối lượng trọng lượng khô khoảng tầm từ 1.100 cho tới 1.150 kg, nhẹ hơn khoảng tầm 100 đến 150 kg, trong khi đó lại sở hữu một cái cấu hình động cơ tương đương với những mẫu xe trong phân khúc hạng B. Thì rõ ràng chiếc xe VinFast Vario nó có một cái khả năng vận hành thanh thoát và nhanh nhẹn hơn rất rất nhiều so với những mẫu xe trong phân khúc hạng A hiện nay, và thậm chí nó còn hơn cả những mẫu xe trong phân khúc hạng B. Và như các bạn được thấy thì chúng tôi đang vận hành, chúng tôi đang di chuyển với trạng thái đó là ba người ở trên xe, ba người lớn ở trên xe, và khoang hành lý ở phần phía đằng sau thì nó đã full tải rồi, và cũng có rất nhiều những vật dụng lỉnh kỉnh nặng để phục vụ cho chuyến đi lần này. Và những ai mà đã đến những cái vùng núi cao như là Hà Giang thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta thường xuyên gặp những chiếc xe tải rất là lớn đi ở phía đằng trước và đường thì rất là nhỏ. Thường xuyên chúng ta phải bám đuôi những chiếc xe tải đó với những giải vận tốc rất là chậm, và đôi khi chúng ta gặp những chiếc xe tải như vậy ở những cái con dốc nghiêng khoảng tầm từ 5 đến 10 độ. Thì ở những cái tình huống như vậy thì nếu như các bạn bám đuôi theo sau ở những giải vận tốc rất là chậm thì các bạn sẽ phải giãn cách một cái quãng cự ly để đảm bảo sự an toàn, để chiếc xe ở phần phía đằng trước họ thấy được chúng ta và chúng ta tránh bị rơi vào điểm mù. Thì gần như là xe ở trong cái vị trí đỗ
Và ở những cái tình huống như vậy thì tôi cảm nhận được khi mà đạp sâu chân ga để tăng tốc lên, vượt qua con dốc nghiêng khoảng tầm từ 10 đến 15 độ như vậy, trong khi đó kết hợp với những cái khúc cua tay áo, thì tôi cảm nhận được mẫu xe VinFast Vario nó vẫn đem lại một cái điều gì đó nó rất là mạnh và nó không hề cảm giác lầm lì yếu đuối một chút nào. Cảm giác cái độ thanh thoát của máy rất là tốt, và cái trạng thái của động cơ khi mà chúng ta ở những cái tình huống như vậy thì nó rất là êm và cái độ rung lắc của máy rất là thấp. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nghe thấy những tiếng máy dội vào bên trong khoang cabin xe một cách rất rõ rệt. Đấy, như cái trạng thái mà chúng tôi đã chia sẻ với các bạn khi mà cầm lái mẫu xe này ở ngoài đường trường, ở những giải vận tốc cao, khi mà chúng ta tăng tốc đột ngột. Và ở những cái cung đường đèo dốc như thế này thì chúng ta nên chuyển sang chế độ L để chúng ta có được những cái vòng tua máy nó cao. Bởi lẽ vậy nên là khi mà chúng ta đi đèo đi dốc như thế này thì các bạn sẽ thấy là vòng tua máy nó sẽ ở cái ngưỡng lúc nào khoảng tầm từ 2.800 đến khoảng 3.000 vòng trên một phút. Nếu như mà chúng ta vượt những con dốc nghiêng khoảng 10-15 độ thì vòng tua máy nó sẽ đẩy lên ngưỡng khoảng tầm từ 4.000-4.500 vòng trên một phút. Đây là một trong những cái con số rất là bình thường, bởi vì để tận dụng được cái moment xoắn và lực kéo tối đa thì vòng tua máy nó sẽ phải đẩy lên cao để nó sẽ đem lại cho chúng ta được những cái cú vượt xe, những cái cú vượt đèo, những cú vượt dốc nó sẽ nhàn nhã hơn so với cái việc là ở những cái giải vòng tua thấp. Và tất nhiên rồi, các bạn nên chuyển sang chế độ L là bởi vì chúng ta đi đường đèo đường dốc thì chế độ L ở cái vòng tua cao nó sẽ hạn chế được cái tốc độ của chúng ta và giúp chúng ta hạn chế được cái việc là sử dụng phanh chân. Với một cái khả năng vận hành như chiếc xe VinFast Vario, một chiếc xe mà được thiết kế chỉ dành riêng trong đô thị, mà chúng ta lại đi một cách rất là dễ dàng và nhàn nhã như thế này, thì có lẽ rằng là đây là một trong những mẫu xe phải nói rằng là có một cái khả năng vận hành nó tương xứng với những mẫu xe trong phân khúc hạng B này, thậm chí nó còn hơn, tôi cảm nhận được nó còn hơn. Cái thứ nhất là nó có một cái trọng lượng nhẹ hơn như tôi đã chia sẻ ban nãy. Cái thứ hai là nó có một cái cấu hình động cơ, có một cái dung tích xi lanh tương đương với những mẫu xe hạng B, có cái công suất mã lực tương đương, moment xoắn tương đương. Vậy lẽ vậy nên là nó có một cái khả năng vận hành rất là nhanh và thanh thoát. Đấy, chúng ta có một cái khả năng vận hành của động cơ nó thực sự là thoáng, nó không bị bí một chút nào. Và tôi cũng khuyên rằng là với những cái khối động cơ cấu hình nhỏ mà ở những cái trạng thái di chuyển khoảng 3 đến 4 người lớn trên xe, những cái chuyến đi như thế này, thì các bạn cũng nên cân đối, các bạn cũng nên tính toán. Bởi vì bản chất là những cái khối động cơ nhỏ, khi mà chúng ta vượt đèo, chúng ta đi trên những cái địa hình như này, thì nó sẽ vất vả hơn so với những chiếc xe có cấu hình động cơ nó lớn, để giúp cho chúng ta có được những cái chuyến đi nó nhàn nhã, nó đơn giản. Và với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe VinFast Vario khi mà đi trên những cái cung đường đèo dốc như này, thì tôi thường xuyên thấy mặt đồng hồ tắc lô đo ở con số đó là khoảng tầm 7,3 lít cho 100 km. Đây là một trong những con số rất là phù hợp đối với một mẫu xe trong phân khúc xe đô thị hạng A, đặc biệt với chiếc xe VinFast Vario có cái cấu hình động cơ khoảng 1.4 lít. Và thường xuyên chúng tôi phải chuyển sang chế độ L, chế độ đi đèo, và vòng tua máy thì luôn luôn ở ngưỡng khoảng tầm từ 2.800 đến 3.000. Có thời điểm vượt dốc cao thì nó lên khoảng tầm từ 4.000 đến 4.500. Bởi lẽ vậy nên là ở cái mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7,3 lít, tôi cho rằng đây là một trong những con số rất là hợp lý đối với chiếc xe VinFast Vario nói chung và với những mẫu xe trong phân khúc nói riêng. Xưa. Tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn nên cẩn thận và chú ý những cung đường có những cung cua tay áo như này, rất nhiều những phương tiện đi đối diện, cái tầm nhìn quan sát rất là kém. Tuy nhiên thì tôi vẫn thấy được rằng là chiếc xe VinFast Vario ở những cái vị trí
quan sát như này tôi cũng cảm nhận được nó rất là dễ dàng, nó không có gì khó khăn cả. Cũng giống như cái việc chúng ta đi ở trong nội đô vậy, chúng ta đi qua những con ngõ ngách nhỏ thì cái tầm quan sát của mẫu xe VinFast Palio này tôi vẫn thấy nó rất là ổn, nó cũng rất là thông thoáng. Phần vô lăng của mẫu xe VinFast Palio thì tôi phải nói rằng là một trong những mẫu vô lăng nó rất phù hợp với gần như là mọi đối tượng, kể cả người già, người trẻ hay là những thanh niên như chúng tôi. Cầm lái mẫu xe này mà đi qua những cái con dốc lớn và đặc biệt là trên cái cung đường này thì chúng tôi phải gặp rất nhiều những cái khúc cua tay áo. Đó là một trong những cái đặc sản của tất cả các vùng núi. Thì tôi cảm nhận được mẫu vô lăng của chiếc xe VinFast Palio nó đem lại cho cá nhân tôi một cái trải nghiệm rất là nhẹ nhàng. Các bạn có thể thấy đây, tôi vẫn lái rất là nhẹ nhàng, vẫn lái một tay, cũng giống như cái việc chúng ta di chuyển ở trong nội đô vậy, nó không cần phải gặp có quá nhiều những cái sự trở ngại khó khăn cả. Cung đường đèo dốc rồi khúc cua đèo, các bạn có thể thấy là xử lý một tay thôi như này thôi, rất là nhẹ. Cái khả năng phản hồi tương tác với phần vô lăng đem lại cho tôi một cái sự kiểm soát rất là tốt. Các bạn có thể thấy gần như là tôi chỉ lái một tay thôi, và tay này là mình để trên cần số và hoặc là phanh tay để tránh những cái tình huống đó là cái trường hợp nguy hiểm là phanh mất, chúng ta có thể là kéo phanh tay ngay lập tức. Nên đi đèo chúng ta nên sử dụng vào một tay, tay trái, và tay phải chúng ta nên cầm phanh tay như thế này đó. Các bạn có thể thấy tôi xử lý, và những cái tình huống nó khó khăn quá thì chúng ta nên sử dụng hai tay nó sẽ an toàn hơn. Vô lăng rất là nhẹ, rất là nhẹ, và đồng thời đem lại sự kiểm soát rất là tốt, cực kỳ chính xác. Và cái độ phản hồi với mặt đường, thực sự cái mẫu vô lăng của chiếc xe VinFast Palio tôi phải cảm nhận rằng là nó rất là tốt. Hệ thống treo chiếc xe VinFast Palio này thì như tôi đã chia sẻ với các bạn, thì nếu như các bạn di chuyển cái trạng thái là đủ tải thì các bạn sẽ có một cái phần hệ thống treo nó rất là cứng cáp và nó chững chạc. Còn nếu như các bạn di chuyển ở trạng thái là không tải ở trong nội đô, hay là chúng ta đi qua những cung đường mặt đường xấu, chúng ta sẽ cảm nhận được những cái độ cứng, cú sốc, và chúng ta sẽ cảm nhận được những cái cấu trúc và lưng rất là rõ rệt. Tuy nhiên đấy, thì các bạn thấy thì chúng tôi đang di chuyển những cung đường đèo thường xuyên lấy lái như thế này, toàn bộ cái phần thân xe nó luôn luôn phải chao đảo sang hai bên, thì tôi mới cảm nhận được cái phần hệ thống treo cái xe VinFast Palio nó đem lại một cái sự ổn định thân xe rất là ấn tượng đấy, không khó một chút nào. Và kết hợp với một cái nền tảng khung gầm chắc chắn của chiếc xe Open Cab thì quả nhiên thì chiếc xe VinFast Palio này nó thực sự đem lại một cái sự chắc chắn và một cái sự an tâm cho bất kỳ ai cầm lái mẫu xe này, trong đó có cả tôi. Và cuối cùng thì kết thúc cái chuyến đi 1.000 cây số với chiếc xe VinFast Palio thì tôi phải khẳng định rằng đây là một trong những mẫu xe trong phân khúc hạng A làm được rất nhiều những cái điều bất ngờ, mà phải nói rằng là chưa chắc những mẫu xe trong phân khúc hạng A hiện nay có thể làm được như VinFast Palio. Và nếu như các bạn có cơ hội, các bạn cầm lái mẫu xe này đi những cung đường này như chúng tôi, đi đến những cái địa danh có nhiều núi cao hiểm trở, những cung đường có những con dốc nghiêng thường xuyên chúng ta phải đối mặt như thế này, thì các bạn mới cảm nhận được một cái khả năng vận hành nó rất là dư dả, và nó đem lại cho chúng ta một cái trải nghiệm nó rất là nhàn nhã. Với 1.000 cây số thì tôi cho rằng nó không có một cái gì đó nó khó khăn với chúng tôi cả, đặc biệt là khi mà cầm lái cái mẫu xe VinFast Palio này. Và cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Và như các bạn được thấy thì trong cái chuyến đi lần này, chúng tôi cũng là vừa kết hợp vừa đi chơi, vừa là quay chiếc xe VinFast Palio này luôn. Và ekip của chúng tôi cũng đã di chuyển mất 3 ngày và cũng thức khuya dậy sớm để thực hiện cái MV cảnh quay đẹp cho các bạn có thể là chiêm ngưỡng cái vùng núi cao rất là đẹp tại vùng Đông Bắc, vùng núi cao cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang, cũng như là về cái trải nghiệm mẫu xe VinFast Palio này. Bởi lẽ vậy nên các bạn đừng tiếc gì một like, một share để ủng hộ cho toàn bộ ekip của Auto Việt Nam. Và nếu như các bạn chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất về các trang tin tức đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam. Và sắp tới đây chúng tôi sẽ có nhiều những video clip
mang nhiều những cái trải nghiệm những chuyến đi xa hơn với những cái mẫu xe khác nhau. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.